Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí đao ha, cũng như là chia sẻ cho các bạn về cái nguyên nhân mà bí đao của mình á mà nó bị là xì mủ nha các bạn. Thì cũng có rất là nhiều bạn là hỏi mình á. Thì sẵn đây thì mình chia sẻ cho các bạn luôn. Đây các bạn, đây mình có một trái nó đang bị xì mủ nè, để mình lấy nét cái điện thoại lại. Đây các bạn thấy không, đó, nó xì mủ những cái đốm đốm nè. Thì đối với bí các bạn mà nó bị xì mủ á thì chúng ta phải quan sát kỹ, tại vì á nó có hai loại xì mủ nha các bạn ha. Một loại á là nó sẽ là xì mủ là rất là nhiều ở trên cái trái bí luôn, nó nhỏ nhỏ mà nó li ti á, thì đó là do ảnh hưởng của rầy xanh. Còn nếu như mà nó chích mà nó thâm sâu á thì do là ruồi vàng chích trái nha các bạn. Đó, ở đây thì mình trồng một số dây các bạn để mình cho nó bò hàng rào á. Đây các bạn xem bí của mình nè, tại vì mình đang trồng bí hồ lô, rồi một số là mình trồng bí đao luôn. Đây các bạn xem bí đao nè ha. Nó thì các bạn là nên kiểm tra kỹ ha, hoặc là các bạn có thể kiểm tra ở dưới những cái tán lá như thế này nè, nó mình có thể mình kiểm tra được. Thì nếu như bí của mình mà nó bị mà xì mủ mà li ti mà rất là nhiều các bạn, thì đó là do rầy xanh ha. Thì mình có thể sử dụng thằng mốt vi lăng nha các bạn, để mình xịt cho nó. Mình xịt với cái liều lượng là tầm là 30cc trên bình là 18 lít nước nha. Nó thì chúng ta sẽ trị được cái bệnh là xì mủ ha. Còn đối với mà bí của mình á mà nó bị thâm đen mà nó xì mủ đậm ra thì do là ruồi vàng chích trái, thì mình có thể sử dụng những cái loại thuốc như là alpha cua nè. Alpha cua thì chúng ta sử dụng liều lượng tầm 25cc cho bình 18 lít nước là nó chết à. Hoặc là bạn có thể sử dụng thằng bê răng nó. Còn trong cái trường hợp mà bạn mà không biết nó bị xì mủ là do cái nguyên nhân nào á, thì bạn có thể là bằng xịt kết hợp, thì bạn có thể sử dụng thằng mốt vi lăng và bằng cộng luôn cái thằng bê răng á, bằng cộng là bạn xịt. Nhưng mà bạn xịt ở đây là bạn xịt vào cái buổi chiều nha các bạn ha. Buổi chiều tối, tầm đâu khoảng 6 giờ tối nha các bạn ha. Thì các bạn xịt nó mới có hiệu quả nha. Tại vì cái thời gian đó thì mình xịt nó mới trúng thuốc những cái con như ruồi chích trái nè. Rồi con rầy xanh đó các bạn. Thì mình xịt nó không có nhảy được. Nó thì nó sẽ chết nha. Và cái liều lượng mà khi mà mình cộng á các bạn thì nó sẽ khác với cái mình xịt nó riêng lẻ. Thì đối với mà cái mình cộng thằng mốt vi lăng với thằng bê răng á, thì mình sử dụng liều lượng là 20cc cho một lọ thuốc ha. Ví dụ như là 20cc mốt vi lăng và 20cc của thằng bê răng, nó mình cộng lại cho bình 18 lít nước là mình xịt là cái ở trên trái bí của mình các bạn, là nó sẽ không có bị ruồi vàng chích trái cũng như là rầy xanh nha. Đó, ở đây là mình chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm mà thực tế của mình ha. Ở đây thì mình trồng không có nhiều nha các bạn ha, mình trồng chủ yếu là mười mấy dây các bạn. Đây nè, tại vì mình trồng mình chủ yếu mình cho mẹ mình bán chợ á, thì có nhiều mình trồng, như chủ yếu là mình trồng bí hồ lô. Đây mình trồng mình kết hợp thôi, thì các bạn xem kênh mình lâu các bạn cũng đã biết rồi nè, bí nè. Thì đối với cái bí này các bạn, thì mình trồng á thì cũng tầm là 2 tháng là mình cho thu hoạch nha, là 60 ngày nha. Còn đối với bí hồ lô là nó 70 ngày. Đây các bạn, cỡ này là giòn giòn, xào ăn là ngon hết ý luôn. Ở đây là mình đang bị cái con bọ xích nha các bạn. Mình đang cái sử dụng cái dầu tỏi á, mình giờ mình dẫn dụ nó. Đây có một số sát bí nó bị đèo. Đây các bạn xem bí của mình nè, đó. Ở đây mình đang quay giữa trời nắng luôn nha mọi người. Mọi người đang xem kênh của mình hãy cho mình một like ha, để mình có động lực để mình quay cho các bạn xem nha. Tại vì mình rảnh thời gian nào thì mình mới quay cái thời gian đó thôi. Bữa giờ là quay toàn là buổi trưa không các bạn. Tính làm về bí hồ lô tiếp, nhưng mà có một bạn là hỏi mình là bạn này trồng bí hồ lô, bà trồng bí đao mà nó bị xì mủ nhiều quá, có cách nào mà để khắc phục hay không á. Ở đây nè, nhện đỏ nè các bạn thấy không, mình lấy nét lại. Đó, nhện đỏ nó đang quất cái trái bí của mình nè. Cái này mình xịt cái thằng Confidor chết hết. Đó thì các bạn lưu ý ha, nhện đỏ thì anh em sử dụng thằng Confidor, thậm chí nó bị rầy xanh anh em sử dụng cũng vẫn được nữa. Cái này là mình do bị nhện đỏ nè, nó chích nè.
anh em xem à. Nó quay cận cảnh cho anh em luôn. Vậy giờ bí cái giai đoạn này nè, nó còn non, trái nó còn non, nó còn mỏng da lắm, chích cái là nó xì mũ liền hà. Ở đây thì mình trồng cái một thứ, mình có trồng mướp nữa, mình đang ươm một số mướp với các bạn, thì thời gian tới là mình chia sẻ cho bạn về mướp đó nha. Còn bí hồ lô sau khi mà mình thu hoạch thì mình sẽ tạm ngưng để mình phơi đất. Nè các bạn xem nè, nó bị xì mũ nè. Nó thì một lần nữa nè, thì bạn nào mà đang xem kênh của mình á thì hãy đăng ký kênh cho mình ha. Thì đối với cái bí mà nó bị xì mũ thì anh em nên sử dụng thằng mốt vi lăng ha, hoặc là thằng bê răng. Anh em không phân biệt được cái tình trạng nó bị con ruồi chích trái hoặc là con rầy xanh á, thì anh em cứ cộng lại mỗi cái là 20cc cho bình 18 lít nước nha. Ở hàng vậy là anh em trị được cái trái bí của mình nó bị là xì mũ à. Đó, coi nè, ở đây mình trồng mình bấm chèo là khi cái nó được khoảng 1 mét nha. Tại vì mình không có cho nó bò đất, nếu mà cho nó bò đất thì nó khoảng đâu là tầm là 7 lá nhám rồi mình sẽ bấm đọt cho nó. Còn cho nó bò hàng rào thì mình cho nó bò hẳn lên tới hàng rào luôn rồi mình mới bấm ngọn cho nó. Và đặc biệt khi mà mình bấm ngọn cái kiểu như vậy đó thì anh em nên là tỉa bớt những cái lá gốc của nó nha. Mình không có để được những cái lá gốc. Ở đây mình đang đứng ở bên ngoài cái hàng rào nha mọi người. Còn bên trong là mình trồng ở bên trong, mình trồng chung với đám bí bên trong nè, đó. Anh em xem bí một cái xíu nữa là mình sẽ ngưng ha. Quang quay trời cũng nắng quá. Các bạn xem nè, rất là nắng luôn. Ở đây là mình trồng được mười mấy giây á. Mười mấy 20 giây vậy đó, bữa trồng cũng nhiều mà nó có chết á. Còn mười mấy giây. Ở đây có một số trái nó bị vàng nè, thấy không? Chắc nay mai mình cũng phải xịt dưỡng cho nó một cử. Xịt dưỡng cái thằng canxi các bạn, thằng canxi cho trái nó to nó bự một tí. Mấy dòng mà dây bò như thế này nè, anh em muốn trái nó to anh em sử dụng canxi á. Rồi đồng thời chúng ta kết hợp tưới phân cho nó. Phân tưới thì anh em nên tưới cái phân DAP ha. Đừng có tưới những cái loại phân như đạm cao như là ure nè, ure nó cao lắm. Nó vàng lá nó trái rễ luôn á. Đây một số nó đang ra trái non nè anh em, đó. Ở đây thì mình cũng không có cần thụ phấn đâu. Đối với bí đao mình không cần phải thụ phấn đâu. Còn như bí hồ lô thì mình nên cần thụ phấn nha. Trái nó sẽ đẹp hơn. Còn đối với bí đao là mình không cần. Nó ra là có ong bướm ấy luôn. Đây mình đang trước đó mình đang trồng mướp nữa nè, anh em thấy không? Trồng số mướp nữa nhưng mà chưa có chia sẻ mướp, tại vì mình đang đợi cái lón ươm tới thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái mướp ha. Đấy. Video quay tới đây thôi nha mọi người. Nắng quá. Nhớ like và subscribe kênh cho mình nha. Rồi mình xin được mến chào.